Hey, xin chào các bạn. Ở video này thì mình sẽ show cho bạn phần quản lý đề thi trong cái project của khóa Laravel Vue tại Suntech. Thì đây là cái giao diện mà mình có một video đã giới thiệu trước cho các bạn rồi về cái nội dung khóa học Laravel Vue tại Suntech thì sẽ học những gì. Thì hôm nay mình sẽ show cho các bạn cái phần quản lý đề thi, tức là danh sách đề thi. Thì khi mà các bạn chưa đăng nhập ấy, thì các bạn sẽ không thể truy cập vào được. Đây, đó, màn hình nó sẽ không có gì cả. Thì bây giờ mình sẽ đăng nhập nó vào. Thì các bạn sẽ truy cập được vào màn hình quản lý đề thi như thế này. Đó, thì ở đây thì nó có những chức năng cũng khá cơ bản thôi. Thêm, sửa, xóa danh sách, rồi phân trang các thứ. Đó, ok chưa? Và khi thêm thì mình đang xử lý cũng khá là hay. Mình sẽ xử lý không phải dạng pop-up mà nó là một cái dạng sidebar như thế này. Đó, để mình xử lý cho phần thêm. Đây. Đó, giả sử mình thêm ở đây một cái đề thi, là ví dụ như là đề thi học sinh giỏi, học sinh giỏi môn tiếng Anh, lịch sử đi, môn lịch sử. Lịch sử 2018 là sử như vậy. Mình nhấn save. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ thêm cái đề thi đó vào. Và nó sẽ reset lại cái form thêm mới này để các bạn có thể thêm tiếp. Đó, và đây mình có xử lý validate. Cũng khá đơn giản thôi. Nó cũng chưa có gì quá phức tạp. Thì các bạn có thể nhìn lướt qua code của nó. Nó cũng cực kỳ là gọn gàng. Và nó cũng khá là dễ hiểu, dễ đọc. Đây, phần thêm của nó mình chưa apply cái phần multi-language ở đây. Đó, thì nó có một vài cái method như là lấy ra danh sách tất cả những cái đề thi này. Đây là cone API này, khi mà phân trang này, validate form này, edit, store, update. Đây, và destroy. Kiểu như vậy, ví dụ xóa một cái đề thi mà mình vừa tạo này. Đó, thì nó sẽ xóa đi. Kiểu như vậy. Đây, đó, hay là các bạn muốn cập nhật một cái đề thi, đây ví dụ như là các bạn muốn cập nhật một cái đề thi này chẳng hạn, đây ví dụ mình để là cập nhật đề thi covid 19. Ok, sau khi cập nhật xong này thì các bạn sẽ thấy là nó cũng sẽ update ở đây và nó giữ nguyên ở đây cho chúng ta để chúng ta có thể làm gì đó kiểu như vậy. Ok chưa? Thêm mới này. Đó, cập nhật này. Đó, cập nhật một cái bất kỳ thì các bạn cập nhật thôi. Đây, là ok. Thì đối với phần này nó cũng khá là đơn giản. Đó, thì đây là cái phần quản lý đề thi mà các bạn đã làm trong cái buổi hôm nay. Mình muốn show cho các bạn để các bạn đang theo dõi cái project này thì các bạn có thể cập nhật được cái tiến độ của project này nó đang như thế nào. Đó, thì ở video này thì cũng không có gì cả, mình chỉ giới thiệu qua về cái phần chức năng quản lý đề thi mà lớp Laravel Vue đang làm được để những bạn theo dõi nắm được tình hình và sẽ cập nhật lại code của cái phần này và video mới nhất. Ok, thì các bạn có thể follow kênh Suntech ở trên YouTube hoặc là trên Facebook để các bạn có thể nắm được thông tin về cái project này. Ok, thì mình xin phép dừng video này tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.